Sáng nay, 23 tháng 5, Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre phối hợp Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 9 năm 2022, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, tiến tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Đại hội Thể dục Thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre lần thứ 9 năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Tham gia đại hội có trên 600 vận động viên là cán bộ công chức viên chức đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh. Ngay sau khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu 8 môn gồm bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, điền kinh, quần vợt, cờ tướng và bi sắt. Rất là hào hứng và phấn khởi. Thì tất cả những ngày nay tụi tôi đã tập trung và tập luyện để mình tham gia thi đấu với tinh thần là phấn khởi, đoàn kết và phải có giải. Trong cái đợt đại hội này thì cũng nằm trong cái dịp tháng công nhân, tháng 5. Thì phải nói là cái tinh thần tham gia của các cái cán bộ công chức, viên chức, các sở ngành thì rất là cao. Đây là một thành công bước đầu. Bởi lẽ là cái sự phấn khởi của các cái cơ quan, sở ngành tỉnh thì phải nói là các đồng chí với tinh thần rất là cao. Và ngoài ra thì sự tạo điều kiện của các cấp ủy đảng cũng như là các cái lãnh đạo các sở cơ quan sở ngành tỉnh thì tạo điều kiện để các đồng viên có điều kiện để đăng ký. Đại hội Thể dục Thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre lần thứ 9 năm 2022 là một hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ công chức viên chức tỉnh nhà. Đồng thời, qua kết quả đại hội, ban tổ chức tuyển chọn ra những vận động viên tiêu biểu xuất sắc đạt thành tích tốt nhất để thành lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Công đoàn viên chức lao động tỉnh Bến Tre lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 6 năm 2022.